số ca nhiễm COVID-19 gia tăng, cơn sốt thuốc điều trị trở thành miếng bánh ngon để các gian thương khai thác. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với đội 389 tỉnh vừa phát hiện một người phụ nữ đang bê 3 thùng cát tông có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Tiến hành kiểm tra, phát hiện Đông Thị Hương, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, là chủ của 3 thùng cát tông. Bên trong có hơn 600 hộp thuốc Trung Quốc, được gọi là Liên Qua Thanh Ung, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, Hương khai nhận mua toàn bộ số thuốc này về bán kiếm lời. Ngoài thuốc điều trị COVID-19, kit test nhanh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc cũng là sản phẩm bị ngành chức năng bắt giữ nhiều nhất thời gian qua. Tụ trung cũng vì hai từ, lợi nhuận. Vì lợi nhuận bất chính nên là thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi. Vào ngày 7 tháng 3, tại khu vực quốc lộ 3, thuộc địa phận xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tổ công tác của Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 11C05616 do Lê Văn Quân, 19 tuổi điều khiển, có biểu hiện nghi vấn. Dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 thùng hàng chứa gần 11.000 bộ test nhanh COVID-19 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, lái xe Lê Văn Quân khai nhận có một người đàn ông Trung Quốc thuê chở số hàng này từ thị trấn Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng đến Hà Nội với giá 2 triệu đồng. Còn đây là hơn 3.000 test kit COVID-19 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện và thu giữ. Qua xác minh, số hàng này được bà Võ Thị Mỹ Lan, trú thị xã Ninh Hòa, đặt mua trên mạng về bán kiếm lời. Về phương thức thủ đoạn của các đối tượng thì cũng không mới. Các đối tượng chủ yếu là lên mạng xã hội, thu gom, mua hàng trôi nổi trên mạng và giao bán trên các trang mạng xã hội, Zalo hoặc Facebook. Khi có khách đặt hàng thì các đối tượng đặt ship hoặc dùng những đơn vị vận chuyển để gửi đến cho khách hàng. Thứ hai là các đối tượng là thường xé nhỏ các lô hàng ra để bán. Cho nên là việc vận chuyển thường rất là đơn giản, bằng một xe máy thôi, cũng có thể chở được rất là nhiều. Kit test COVID-19 là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải có giấy phép của Bộ Y tế. Tuy nhiên, các đối tượng sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung, khai báo sai tên để nhập lậu các mặt hàng này vào nội địa. Như gần 2.000 bộ kit test trị giá khoảng 100 triệu đồng vừa bị lực lượng chức năng thành phố Hà Nội bắt giữ. Trên bao bì đều là chữ nước ngoài dập Made in China, tuy nhiên lại công bố chuẩn chất lượng châu Âu. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ lô hàng là bà Hà Thu Hường khai nhận mua trôi nổi số hàng hóa này trên thị trường, dày bán kiếm lời. Mỗi que test được bán lại với giá 50.000 đồng. Theo quy định, các sản phẩm này sẽ bị tịch thu và buộc tiêu hủy. Ngoài ra, với tổng giá trị tài sản này, chủ hàng sẽ có thể bị phạt vi phạm hành chính lên đến 70 triệu đồng. Dịch bệnh phức tạp, nhu cầu về mặt hàng dược phẩm, vật tư y tế tăng. Do đó, bất chấp sự kiểm tra, kiểm soát gắt gao của lực lượng chức năng, nhiều đối tượng vẫn cố tình kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để thu lợi bất chính.